Nào các bạn ăn nhá, ăn nào. Thank you.
nguy hiểm nữa. Đây để tôi vào đây thế nào. Không cho cả điện thoại của ai đấy? Đây. Có sợ đâu. Không. 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 Đây các bà giả là từng người một. Để tiếng không gọi là ra theo bẩn còn kí kết rồi à. Đây chị có mấy cân trên này, mấy cân cho hết bà thế đây không rồi hai cân chị đi nhẹ bà có cái phẩm của bà có ở trong lỗ có hai ba đấy bà cứ ở đấy mà tìm bà cho 35 nghìn còn thế nào đấy bầu bà ba mấy nghìn rồi ba tái cái này vẫn còn non con cái gì ba tái này ba tái này tao gọi con chồng phải ô ba còn 3 nghìn nữa cho con xin đi cái lỗ thế này con chồng lỗ này mấy nghìn cả con đi mấy nghìn gặp bà thế là nói ba tái cái bao quá nên cái cụm nó bảo thế rồi cần cháu chả làm cái gì đây chỉ là tiền gì con mốc bán cái chỗ này thì một cái chua hoặc là pha cốt cân bốt là 2 cân 3 to ăn mua 2 cân 3 hai cân là đi 70 nghìn à 70 nghìn 2 cân 3 nhìn hả nhớ là nhìn cái này là cân 6 cái này là cân 6 đấy cái này là cân cân đây cân 6 này là đây của ai đi không đấy đây của em trả tiền rồi lấy tiền đấy mẹ là chỗ này đi thì đang bảo là lấy kém nó đi một tí được lấy nhặt ra mà lấy quả chín có bỏ ra đây này những quả này này ít hạt cực kỳ luôn hay là dài còn nếu là một đoạn ngọn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nghỉ. Thank you.
Hello chị Ngân. Hai hai chị nha. Ừ đúng rồi. Ăn gì đấy? Hả? Ăn bánh tráng. Ăn bánh tráng. Chị Ngân nấu gì mà khét thế? Ăn trứng ngủ quá. Đi vào đây, đi vào trong nhà nào. Đi vào trong đây. Thảo đi vào đây nào. Thảo đi cẩn thận. Các bạn nhỏ ăn trứng không? Trứng à chị? Ừ. Có. Hai miếng. Cẩn thận nhé, cẩn thận các chị. Các bạn cẩn thận ngã đấy nhá. Các bạn ơi xuống thế này đi, xuống thế này cho đỡ ngã đi. Các bạn ngồi đấy xong để ăn trứng nào. Anh cũng chị ăn trứng. Ừ. Oh my god. Oh my god. Xuống dưới này ăn trứng này các bạn ơi. Bóng lắm, bóng lắm, bóng lắm, từ từ cẩn thận nhé, từ từ nhé. Cho mình tránh rồi. Bóng lắm, các bạn từ từ đã nhá. Đang làm gì đây nào? Đang chị Phương. Chào các bạn nhỏ nhá. Chị Quỳnh chưa? Chào em. Chị vào đây. Mang gì đầu thế? Sao chị ra đây ăn trứng? Em mang nhãn răng cho. Ui, thế đúng. Nào các bạn ăn nhãn nào. Chị cắt đi. Cá ao à? Vâng. Ngon nhỉ? Ăn đi cô, ăn nhanh nữa nào. Ăn nổi không? Các bạn ổi nhỉ? Ăn nổi không? Con cầm lấy. Em cầm lấy. Em cầm lấy nào. Ăn đi nào. À. Thank you. Đây bạn lớn này. Chào các bạn nhá. Bye bye. Ở bên này trồng được rau không? Em trồng nhưng mà mưa nhiều quá chết hết rồi. Chị cho ít rau kia, chị vừa mới đi nhổ cỏ về. Rau ngon lắm. Ngon tí mang về. Muối ăn gì được. Tiến phơi ngoài kia rồi, muối dưa. Thế á? Vừa mới còn nhiều nhãn lắm. Thanh long lại ăn nhãn to nhỉ. Thanh long sắp chín rồi. Thế á, nhiều thanh long không? Nhiều, hôm nào chị sang nhá. Ừ, thế hôm nào chị sang nhưng mà ít thanh long nhá. Ở bên em dạo này có con chăn to, em sợ lắm. Chăn ở đâu mà nhiều thế? À mà to thế. Nó mưa đấy, cái nắng này không có đâu, mưa nổm nhiều. Ở bên đấy em dạo này có một con chăn rất là to mà, tầm này. To lắm. Ở vườn nhà em ấy. Hôm nào chị sang ngủ cùng em đi. Nếu có ăn gà ăn việc gì không? Có, nó vào nó tấn công gà mông của em nhưng mà em không bắt được nó. Nhưng mà sợ nó nguy hiểm, sợ nó vào mình ngủ đêm nó vào như thế nào. Em chốt chặt cửa nằm ngủ em sợ. Hôm nào chị sang ngủ với em. Chăn tầm bao nhiêu cân? To bằng từng này. Dài lắm. Nhiều ở đâu mà to ấy nhỉ? Dài chắc phải không? Ở đây đến mãi chỗ cái chạm bát của chị kìa. Mới cẩn thận đấy, bên đấy vườn nhiều, cây cối nhiều, sợ lắm. Em đi về đây chị ạ. Ngồi chơi đã, mấy khi sang. Tối rồi. Thế hôm nào chị sang bên đấy nhá. Đây chị lấy ít rau rồi. Rau chị trồng à? Ừ. Rau này về muối ngon lắm. Về muối dưa. Chị vừa mới đi ấy về hôm nào nó cũng chưa được ăn mấy đâu, nhưng mà ăn tầm này ăn được rồi, nó chưa được ăn hôm nào. Thôi em về nhá. Về nhá. Hôm nào sang nhá. Ngày kia chị sắp có. Ừ, gà to đấy nhưng mà cũng bắt được hôm nào ăn, hôm nào chị bắt thêm cho con. Nhưng mà buổi tối chị mới bắt được không? Bên đấy nhà em nhớ. Nhá. Yeah. Em về đây. Về nhá.
Thank you.
Ah, ah, ah.